Đối với chương trình trân trọng kính mời đồng chí Lò Thị Bánh, chi hội văn học nghệ thuật huyện Mường La ra thể hiện đoạn của mình. Cũng vì nồng đang lắc mắt già mà. Mà nó khai mà nhìn tụi bấm nhìn sẵn lần xưa ấy, em có mẹ ấy khai cho ngư phụ nhìn hào ấy cho chi hội thuật cháu hông của Hạc Bánh dành chút thời gian mà già mũi nào mà ấy cũng có nhìn quan sẵn lần xưa rồi. Chị cho mà hử thì nồng ra tụi cháu hóa con đừng sống thoát và là tiền bước đến này em có mẹ quay thùng cảm với nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
เอาคำเสียงสายนะสุขีสุขายให้นะเนื้อชื่อจริงหัวHương sắc bản em do đội nghệ bản Bán huyện Thuận Châu biểu diễn.Thank you.
Vâng, nối chương trình múa tình mẹ do Văn Nghị Chi hội Văn học nghệ thuật huyện Mường La biểu diễn.
Chúng tôi đứng như cô mòn biểu diễn. Tinh là đón xuân.